Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy mới hoàn thiện xong khâu làm đẹp Marukuri của một chiếc xe Toyota Yaris cực kỳ đẹp các anh chị. Được sản xuất vào gần cuối năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Tháng 11 năm 2020 thì chủ xe mua xe tại hãng và bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ. Mới đi được có 12.000 cây số thôi các anh chị, đúng chuẩn 12.000 cây số. Chế độ bảo hành hãng các anh chị còn đầy đủ hết luôn. Cho nên là xe có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến kỹ thuật hay lắp ráp thì đều được bảo hành tại bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc nha quý anh chị. Toyota Yaris là một chiếc xe hatchback rất là đẹp luôn. Và đây là một chiếc xe cá nhân đứng tên, sử dụng kỹ, một đời chủ từ đầu, và hiện tại thì đi mới có 12.000 cây số, lướt cực kỳ và xe rất là đẹp. Hầu như ngoại thất và nội thất của chiếc xe này là còn nguyên bản nha anh chị. Anh chị mua chiếc xe này đi về cực kỳ sướng luôn. Với trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, chuyển số êm dịu, khả năng tăng tốc và vận hành rất là tuyệt vời. Thì Huy sẽ giới thiệu sơ cho anh quý anh chị nha. Hãy khe hở có chi tiết nha anh chị thấy. Wow, sắc rạc luôn. Đó, độ bóng của chi tiết sơn và đèn. Đây đèn anh chị. Đấy, rất là đẹp nha. Đèn dạng bi, đèn bi và có dải đèn chiếu sáng ban ngày nè anh chị. Thấy không? Đèn cản. Đó. Lưới cản rất đẹp. Xe hầu như là còn nguyên bản các anh chị, như một chiếc xe mới 2020, cuối 2020 các anh chị, 12.000 cây. Thực sự anh chị mua chiếc xe này về mình tiết kiệm được rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Xe thì mới hoàn thiện xong khâu làm đẹp, thì Huy cũng gửi sơ bộ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Đây, vỏ này anh chị còn nguyên bản theo xe. Tuần thứ 12 của năm 2020 nha anh chị. Đây. Đó, mâm dạng file. Đó. Đa chấu rất là đẹp luôn. Và những cái đường găng được dập nổi anh chị thấy không? Rất là đều. Và anh chị nhìn bề mặt này, bề mặt sơn này. Đấy, anh chị thấy không? Nó không có bị lượng và gợn sóng. Đó, xe này nước sơn còn nguyên bản rất là nhiều và khe hở với các chi tiết. Đấy, xe đi kỹ, giữ kỹ những chi tiết bằng nhựa các anh chị. Nó rất là đẹp. Nó không có bị như là phai màu theo thời gian. Đó. Xe gia đình đi rất kỹ và đi ít đậu trong mắt nhiều. Đó. Những chi tiết bằng cao su nè anh chị. Đấy. Còn rất là đẹp. Đèn xi nhan trên gương, gương chỉnh điện và có gập điện luôn anh chị. Đây thì Huy mời anh chị xem sơ bộ phần nội thất. Thì nội thất bên trong được trang bị là màu kem. Màu kem này anh chị nhìn rất là mới. Sáng sủa mọi thứ ha. Đây, công tắc gập gương bằng điện, công tắc lên xuống kính ở cửa trước bên tay là auto tự động chống kẹt nha chị. Này anh chị nhìn nè, đường ray. Đây là con đội các anh chị, vị trí con đội này. Anh chị nhìn không, rất là mới. Bằng đạp thắng, bằng đạp ga. Xe được trang bị 7 túi khí và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có đầy đủ hết các anh chị. Đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái, sản xuất vào năm 2020, 2020. Đấy các anh chị, sản xuất vào năm 2020, cuối 2020. Còn bù lon, con táo, mọi thứ là ok hết. Và với anh chị nào đang có nhu cầu mua xe này thì anh chị sẽ được bên chỗ tài chính Toyota hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay với lãi suất ưu đãi cũng như là thời gian vay và tỷ lệ vay khá là cao. Mình có thể vay lên đến 70% nha anh chị nha. Ô đô chuẩn là 12.564 cây số. Quý anh chị có thể điều chỉnh được âm lượng ở trên phần vô lăng này ha anh chị. Đấy, khởi động bằng nút bấm start up này. Này, chỉ cần đập thắng và nhấn nút thôi. Còn đèn thì có tính năng auto tự động bật tắt nha anh chị. Những tính năng như là cân bằng điện tử này, hỗ trợ khi hành cân dốc này, phân bổ lực phanh điện tử này. Đó, có đầy đủ hết luôn. Rồi tấm lót cách nhiệt cho phần tắp lô là còn rất là mới nha anh chị. Ở tôi Huy cũng giới thiệu sơ để quý cô chú anh chị mình nắm về cái chiếc xe này. Hệ thống điều hòa là xe trang bị hệ thống điều hòa tự động auto, lạnh rất là buốt và lạnh sâu lắm anh chị. Xe như một chiếc xe mới, mới có 12.000 cây thôi, rất là đẹp luôn. Và có trang bị camera hành trình ghi hình trước và sau luôn nha anh chị, trước và sau luôn. Đấy, anh chị mua về anh chị tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Và với chiếc xe này anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Xe còn rất là mới và đẹp rồi. Đấy anh chị nhìn nè, cần số này. Hộp số vô cấp anh chị, chuyển số êm dịu, đi cực kỳ đã luôn. 7 túi khí các anh chị, túi khí 7 túi khí rất là an toàn. Kiểu hatchback là một trong những cái kiểu
được khách hàng đánh giá rất là cao. Và thực sự chiếc Yaris này bên Huy đang niêm yết giá tốt hơn so với thị trường rất 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 là nhiều luôn các chị. 558 các chị đó, với niêm yết giá 558 thì thực sự đây là một cái mẫu xe anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình, tiết kiệm được rất rất là nhiều, không khác gì xe mới là bao nhiêu các anh chị. Mới có 12.000 cây số thôi và cực kỳ lướt, cực kỳ đẹp, thực sự rất là hiếm, rất là lâu rồi thì bên Huy mới về mẫu xe hatchback Yaris đẹp như thế này các anh chị, lướt cực kỳ luôn. Xe thường thường Yaris thì anh chị biết rồi, chỉ đi gia đình thôi đó, cho nên anh chị nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm chạy gia đình đó, thì anh chị chọn chiếc Yaris này đi. Kiểu dáng đẹp, khả năng vận hành ok, tuyệt vời các anh chị. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Cái khoảng cách từ đầu cho đến trần này các anh chị đó. Đây, anh chị nhìn cái tựa đầu là anh chị biết nó còn một cái khoảng rất là rộng, và khoảng để chân cũng vậy, ngồi thoải mái, bãi thu khí an toàn cực kỳ luôn. Còn vỏ sau bên tài anh chị nhìn nè, nhìn vỏ anh chị biết rồi. Đây, vỏ thì tuần thứ 12 của năm 2020. Đấy, cái vỏ anh chị thấy không? Đó, còn gầm bệ đây. Đó, mới tuần à. Còn bảo hành hãng đầy đủ anh chị. Đây, khe hở với các chi tiết này. Đó, anh chị nhìn nè, cái độ bóng của nước sơn hầu như là độ nguyên bản của chiếc xe này còn rất rất là nhiều luôn anh chị. Cảm biến khoảng cách từ sau có hai cái cảm biến khoảng cách từ sau luôn. Còn đây, đây là vị trí cốp đựng đồ. Wow, anh chị nhìn không? Những vị trí này không bị trầy xước gì hết nha anh chị. Tuyệt vời luôn. Chủ xe còn trang bị thêm một cái tấm lót bằng cao su cho nó đỡ dơ cái tấm nỉ phía dưới. Đấy, đồ nghề. Đó, đồ nghề bánh xe cua. Bánh xe cua các anh chị. Bánh xe cua này wow, còn nguyên luôn nha. Chưa đụng đất nha anh chị. Chưa đụng đất, chưa sử dụng. Đó, cốp đựng hồ đồ rộng rãi, rộng rãi. Đây, anh chị nhìn này, những vị trí này không một vết xước luôn. Xe quá đẹp. Một chiếc xe cuối năm 2020. Giữ quá kỹ. Đây, vỏ sau bên phụ các anh chị. Tuần thứ 12 của năm 2020. Đó. Anh chị đâu? Mới vừa được bên Huy làm đẹp xong là Huy tranh thủ Huy quay gửi đến quý anh chị. Có nhu cầu thì liên hệ sớm, chắc chắn chiếc xe này bên Huy sẽ bán rất là nhanh, vì giá hiện tại bên Huy đang niêm yết giá thấp hơn so với thị trường, và xe này thì đẹp hơn so với thị trường các anh chị, đẹp hơn. Mới có 12.000 cây số thôi, bảo hành còn đầy đủ, và chắc xe thì không phải chê chỗ nào cả, đúng chuẩn 12.000 cây, đúng chuẩn 12.000 cây anh chị. Rộng rãi thoải mái, một mẫu xe hatchback rất là đẹp, xe biển số Bình Dương nha anh chị, biển số Bình Dương nha. Và về chế độ bảo hành thì còn chế độ về đăng kiểm còn gì, còn tới tháng 5 của năm 2025 luôn. Wow, thực sự còn rất rất là dài luôn. Cho nên là anh chị mua chiếc xe này về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Này, vỏ trước bên phụ. Ok các anh chị, tuần thứ 12 của năm 2020. Ok, mới lái về thôi, mới lạp đẹp Marukuri xong. Bình Huy đánh bóng toàn bộ xe này rồi, vệ sinh nội thất, vệ sinh gầm, vệ sinh động cơ. Đây, cho quý anh chị mình xem động cơ luôn. Được bảo dưỡng kỹ lưỡng, mới có 12.000 cây thôi. Và chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ anh chị. Cho nên là anh chị đó, anh chị quan sát đi. Một chiếc xe động cơ mới có 12.000 cây thôi, không có gì phải bàn cãi rồi các anh chị ơi. Một chiếc xe rất 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 là đẹp. Đó, anh chị mà quyết chọn chiếc xe này thì liên hệ sớm nha. Chắc chắn chiếc xe này Huy sẽ bán rất rất là nhanh luôn. Còn xe thì bên Huy cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước ha. Bảo hành động cơ hộp số thì bên Huy sẽ có chế độ bảo hành đầy đủ. Và chiếc xe này thì vẫn còn chế độ bảo hành hãng đầy đủ luôn. Cho nên là không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Đó, anh chị thích thì cứ liên hệ sớm với Huy. Mình có thể đặt cọc online rồi xong, anh chị cứ vào xem. Không thích Huy gửi cọc lại cho anh chị. Và đảm bảo với anh chị xem xe là thích, vì xe này rất 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 là đẹp luôn anh chị. Thực sự giá cũng rất là đẹp so với thị trường, Huy có kiểm tra rồi, thấp hơn so với thị trường. Và chất xe thì đẹp cực kỳ luôn anh chị. Khó kiếm một chiếc xe nào mới đi được có khoảng hơn 10.000 cây số một tí như thế này. Ok các anh chị, thì sơ lược cho quý anh chị nắm thông tin về
chiếc xe Toyota Yaris cuối năm 2020 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các anh chị. Xe cực kỳ đẹp, cá nhân đứng tên một đời chủ, và đây là một chiếc xe gia đình đi rất là chất lượng. Anh chị nào mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị chọn chiếc này và liên hệ sớm Huy theo số điện thoại trên màn hình nha. Và mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Mình xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ạ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc chiếu bên phải màn hình để có thể đón nhận những cái sản phẩm mới về tại công ty. Vì khi anh chị đăng ký kênh của Huy, có xe mới về Huy đăng lên thì anh chị là những người đầu tiên thấy được sản phẩm Huy đăng để liên hệ và sở hữu chiếc xe giá cả hợp lý, và đặc biệt có sự bảo đảm bảo hành của đại lý Toyota Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam ạ. Rồi, xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ạ.